Vâng, vậy là năm 2023 đã đi qua, một năm đầy khó khăn và đầy thử thách. Và ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, ngày đầu tiên của năm mới, thì Tâm Yêu xin được gửi lời kính chúc đến toàn thể anh em sang năm mới, một năm sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay thì cũng là cái ngày đầu tháng và cũng là cái ngày đầu tiên của năm mới. Em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic cực kỳ là chất, cực kỳ là VIP. Đây là một cái dòng mic mà bên em tuyển chọn được cả một năm vừa qua. Và ngày hôm nay thì là cái ngày đầu năm mới, thì em sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng mic do công ty Bayer Đài Loan sản xuất. Mã của nó là IK100U. Đây là một cái dòng mic cao cấp em nhé, một cái dòng mic cao cấp và giới hạn cái số lượng sản xuất. Và điều đặc biệt của cái lô mic này thì tất cả những cái tay đây thì em tuyển chọn được cho anh em đều là những cái tay sơn zin em nhé, đều là những cái tay sơn zin chứ không phải là những cái tay sơn lại hoặc là những cái tay thay vỏ. Anh em nhìn chưa? Đấy, một cái dòng mic đời cao có gia tốc, có tự ngắt và trên tay của nó này, H-Audio IK100U. Đây là một cái dòng mic anh em có thể làm show, làm sự kiện, anh em nắp phòng, anh em nâng cấp mic hát gia đình để thay thế những cái bộ mic có dây hoặc là những cái bộ mic nhái rẻ tiền thì thực sự nó rất là tuyệt vời. Và những cái lô mic như thế này thì bên em sẽ phải mua với một cái mức giá cực kỳ là cao. Nhưng mà hôm nay là cái ngày đầu tiên của năm mới, và cũng để cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, em sẽ để cho anh em đang xem video này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Anh em xem video này, anh em có thể mua rẻ được tới gần 1 triệu so với cái giá đang bán tại thị trường em nhé. Một cái dòng mic chất như thế này, đẹp như thế này mà anh em mua với một cái mức giá nó thậm chí nó rẻ hơn cả một cái bộ mic nhái đẻo anh em biết đến ngoài thị trường. Anh em đã xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang. Mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Thực sự anh em, những cái bộ mic mà nó đẹp, nó zin như thế này với một cái mã cao cấp như thế này thì thực sự nó quá là ít luôn. Và những cái bộ low mic này thì không phải là dễ mà gặp được em nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua với em một chút về cái phần hình thức, và tiếp theo nữa em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là em vẫn test tiếng và báo giá luôn ở trong cái video này. Anh em hãy xem kỹ xem là một cái bộ mic như thế này nó có thực sự chất lượng hay không, và cái giá ngày hôm nay em gửi đến anh em nó có rẻ hay không em nhé. Thì đây là một cái dòng mic sản xuất chính hãng bởi công ty Bayer của Đài Loan, mã của nó là H-Audio IK100U. Đây là một cái dòng mic được sản xuất giới hạn số lượng, và đặc biệt đây là một cái dòng mic rất là cao cấp nhé. Nó được thiết kế là một cái mặt phay nhôm đấy, và được mạ một lớp vàng ở đây. Ngoài ra thì nó được nồng thêm một cái sơn màu đen ở đây, nhìn trông rất là sang trọng. Và đây là một cái bộ mic anh em có thể làm show, làm sự kiện, vì nó được thiết kế thêm hai cái tai bắt tủ ở đây. Anh em có thể bắt vào tủ âm thanh hoặc là tủ máy, anh em làm show, làm sự kiện, anh em hát gia đình. Và thực sự với anh em là đây là một cái bộ mic mà nó được thiết kế với một cái đầu thu phải nói là cực kỳ là VIP, cực kỳ là sang trọng luôn. Thậm chí là những cái bộ mic như thế này, nếu như anh em bỏ qua những cái video này thì anh em có tiền anh em cũng khó có thể gặp lại được những cái bộ mic nó đẹp, nó xịn như thế này em nhé. Và ở giữa nó được thiết kế là một cái màn hình LCD rất là sắc nét, và trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như là kênh này, tần số này, ở trên là vạch sóng và ở dưới là vạch tiếng. Và đây là một cái bộ mic sự kiện, thế nên ở trên mỗi một cái màn hình này nó sẽ hiển thị cái mức báo pin ở trên cái tai mic. Anh em có thể dễ dàng quan sát được cái mức pin ở trên sân khấu là còn pin hết pin. Và những cái điều đặc biệt nữa là những cái nút ấn dò sóng cũng như là điều chỉnh volume ở trên cái đầu thu thì anh em nhìn nhá. Đấy, nó được thiết kế với một cái kiểu dáng và cái hình thức của nó cực kỳ là sang trọng. Hai cái nút đầu tiên ở đây chính là cái nút cộng trừ volume ở trên đầu thu. Còn ba cái nút này chính là ba cái nút dò sóng của cái đầu thu mic này. Thì những cái bộ mic này thì em cũng căn chỉnh tiếng và dò sóng sẵn hết cho anh em rồi. Về gần như em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Ví dụ như mất sóng cái nha, em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này. Và tiếp theo nữa anh em hãy để sát hộ em cái màn hình của tai mic này vào cái chữ IR trên đầu thu. Từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tai mic nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động mất sóng. Những cái này thì anh em cũng không nên nghịch nhiều vào đây, mà anh em hãy tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên âm ly thôi. Còn về cái phần nội thất của cái bộ mic này thì em cũng tháo và quay cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng mic hàng xịn chính hãng đến từ công ty Bayer của Đài Loan. Một cái dòng mic cực kỳ là cao cấp, và nó được thiết kế với một cái vỉ mạch màu tím này. Đấy, và trên thì gồm rất là nhiều con IC xử lý tiếng lòng tạp âm, giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch. Đấy, và hai cái hộp sóng rất là đặc trưng của công ty Bayer.
Đây là một cái bộ mic chuyên nghiệp. Thế nên là anh em nhìn thấy ở phía sau thì nó có một cái cổng kết nối RS232. Và ở trên tay mic thì nó có một cái nút ghi âm ở trên cái tay mic này. Những cái nút này thì em cũng chưa hiểu lắm về cái tác dụng của nó. Nhưng mà đây là một cái bộ mic cực kỳ là cao cấp. Không phải là cái bộ mic nào cũng có những cái chức năng này em nhé. Và ở phía sau thì nó được thiết kế đến hai cái jack calon để em có mic xưa làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly. Anh em cảm ơn em vào cổng mid out ở phía sau này. Còn về cái phần tay mic thì tất cả những tay mic ở đây thì đều là những cái hàng tuyển chọn em nhé. Đều là những cái hàng tuyển chọn. 100 bộ mic thì mới chỉ tuyển chọn được 10 cái bộ nó đẹp như thế này thôi. Và cái lô mic dòng HK Audio này thì không phải dễ dàng mà gặp được. Và nếu như mà gặp được thì với một cái mức giá người ta chào rất là cao nhé. Thực sự với anh em là những cái dòng mic này thì nếu như mà nói về lợi nhuận thì anh em rất là khó có thể lấy được những cái dòng mic này. Tại vì bán cái giá lấy vào nó đã rất là cao rồi. Đến khi là đưa ra thị trường thì cái giá như vậy thì anh em rất là khó có người có thể có điều kiện để đạt được cái giá như vậy, để anh em có thể sở hữu được một cái bộ mic như thế này. Thế nên những cái dòng mic như thế này thì thực sự với anh em là rất là ít khi anh em thợ mua về, tại vì là cái giá của nó rất là cao. Và đây là một cái lô mic bên em tuyển chọn được, và tất cả những tay chân của nó thì đều là những cái tay sơn zin em nhé. Đều là những cái tay sơn zin nguyên bản của nó luôn. Đấy, và ở trên tay mic thì nó vẫn khắc chữ H Audio em chưa? IK100U đấy. Nhưng trong cái quá trình sử dụng thì đương nhiên rồi, nó sẽ không thể tránh khỏi được những cái vết xước ở trên cái mặt nắp này. Những cái mặt lắp này thì anh em xử lý rất đơn giản thôi. Anh em về anh em có thể dán cái đề can vào nhé. Còn những cái tay như thế này thì em có thể bao cho anh em là gần như là không có xước sát gì luôn. Đấy, còn những cái mặt này thì trong cái quá trình sử dụng thì đương nhiên nó sẽ bị chảy những cái mạ vàng này. Thì anh em có thể về anh em dán thêm một cái đề can vào. Đấy, nhưng mà đa phần là những cái bộ mic ở đây thì nó đều còn là rất là đẹp em nhé. Đấy, nó chỉ hơi chảy một chút ở đây thì gần như cũng không ảnh hưởng gì đến về cái hình thức của một cái bộ mic hàng xịn, hàng cao cấp. Và cái củ của cái dòng mic này thì nó được sử dụng là một cái dạng củ rời như này. Và tất cả đều được sử dụng là cái dạng củ bay ở hàng xịn. Và củ này thì cũng đều là những cái củ nguyên bản của nó luôn. Và ở phía sau thì nó được mạ một cái lớp vàng để tiếp xúc tốt hơn với cái phần tay mic. Và đây là một cái bộ mic có gia tốc, có tự ngắt thông minh. Anh em cầm lên thì nó sẽ bật tiếng lên, và anh em để xuống khoảng tầm 3 giây thì nó sẽ ngắt tiếng. Và đây cũng là một cái bộ mic có gia tốc. Anh em đánh rơi mic thì nó lập tức là cái tay mic nó cũng sẽ ngắt tiếng, để không bị ảnh hưởng ra loa, gây cháy loa hoặc là gây ảnh hưởng khó chịu đến người sử dụng. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này, và sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu đây rồi. Sáu bảy một hai năm sáu sáu bảy một hai sáu bảy. Vâng, thực sự với anh em cái dòng mic này thì nó là quá là chất lượng rồi. Một cái dòng mic siêu lịnh giọng, tiếng nhẹ hát bay. Anh em thở thôi nó cũng bắt được giọng. Và đây là một cái bộ mic mà giảm hú rít cực kỳ là tốt. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà không có tình trạng là bị hú rít. Và tất cả những cái chống lăn chụp đuôi thì em cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em rồi. Và cái giá đập hộp của những cái bộ mic này dao động ở thị trường nước ngoài khoảng từ 10 đến 13 triệu một cái bộ mic như này em nhé. Ấy, và hàng bãi trong nước thì những cái bộ đẹp như thế này thì em khẳng định với em là cực kỳ là ít gặp luôn. Cực kỳ là ít gặp với cái dòng mic H Audio này. Và cái giá ở trên thị trường thì bình thường những cái dòng mic này nếu như hàng đẹp này bên em bán khoảng tầm 2 triệu 8 đến 3 triệu một cái bộ mic như thế này. Nhưng hôm nay thì để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, em sẽ xả đầu năm cho anh em gần như với một cái mức giá không lợi nhuận nhé. Không lợi nhuận cái mức giá này luôn. Và anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử. Bỏ qua cái mức giá là hơn 2 triệu bên em đang bán tại cửa hàng, hôm nay em sẽ để cho anh em những cái bộ mic H Audio JK100U này với cái mức giá chỉ còn 1.850.000 em nhé. 1.850.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Tất cả sản phẩm đây thì em cam kết với anh em là hàng xịn 100%. Và những cái bộ mic này thì anh em có thể tham khảo H Audio IK100U. Em cam kết với anh em là đây là cái giá rẻ nhất thị trường cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn. Và đây cũng là cái giá em tri ân đến anh em đã theo dõi kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Anh em nào chốt được cái bộ mic H Audio JK100U này với cái mức giá là 1.850.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 79 95 hoặc là 0912 79 79 95 nhé. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, anh em không nhanh tay thì chắc chắn là sẽ không còn những cái bộ mic này để mà mua đâu. Anh em mua với cái mức giá 2.500.000 cũng chưa chắc đã còn mà mua, chứ đừng nói gì đến 1.850.000 anh em nhé. Anh em đã xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em sang năm mới vạn sự như ý, tất cả đều hanh thông thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.